Thưa quý vị, sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 2024, tuyên dương 95 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. Dự lễ kỷ niệm có các ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến. Đồng hành cùng với sự hình thành và phát triển 95 năm qua của Công đoàn Việt Nam có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn thủ đô. Đặc biệt từ năm 1986 đến nay, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thủ đô và đất nước, cùng các mục tiêu nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn các cấp công đoàn thủ đô đã vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chức năng ngày càng có hiệu quả, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn thủ đô trong hệ thống chính trị và trong xã hội, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội trên địa bàn thủ đô và phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của cả nước. Tại lễ kỷ niệm, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức tuyên dương 95 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho 9.000 chủ tịch công đoàn cơ sở được các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động lựa chọn tuyên dương. Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã khai mạc trưng bày ảnh với chủ đề Công đoàn Hà Nội tham gia xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Trưng bày ảnh sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7. Sáng nay, Ban chỉ đạo chương trình số 06 của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh đã tổ chức hội nghị giao ban, thống nhất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, trưởng Ban chỉ đạo chương trình số 06 chủ trì hội nghị. Cùng dự có trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà. 6 tháng đầu năm, các ban ngành đoàn thể, thành phố và các quận huyện đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được xác định tại chương trình số 06 gắn với thực hiện nghị quyết số 09 của Thành ủy, bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm và 18 chỉ tiêu của chương trình số 06. Đến nay đã có 14 chỉ tiêu hoàn thành, có 5 chỉ tiêu cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong năm 2024. Về phát triển văn hóa, thành phố đã tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích văn hóa, đầu tư phát triển du lịch, khuyến khích các doanh nghiệp, đầu tư phát triển du lịch văn hóa, phát triển các không gian sáng tạo văn hóa, lĩnh vực nâng cao, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển công nghiệp văn hóa đạt kết quả tích cực. Tại hội nghị, đại diện các địa phương đơn vị đã trao đổi làm rõ những kết quả và cả những hạn chế tồn tại trong thời gian triển khai chương trình số 06. Đồng thời thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó tập trung bám sát tinh thần chỉ đạo của Thành ủy thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô sửa đổi, bổ sung, 2 quy hoạch của thành phố, quyết định trong triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ, chỉ đạo tổ chức tốt 9 nhóm lĩnh vực và 47 đầu việc đã được xác định tại kế hoạch số 88 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. 6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng trong Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra hơn 12.000 vụ việc, trong đó xử lý hơn 11.500 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại, xử lý hình sự 118 vụ, khởi tố 175 bị can, tổng thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.700 tỷ đồng. Đó là những thông tin tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo 389 thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra trên tất cả các tuyến, lĩnh vực và mặt hàng trọng điểm. Trong đó nổi lên vấn đề hàng hóa buôn lậu qua đường hàng không, chủ yếu là hàng có giá trị cao. Đặc biệt, nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, ma túy đã bị phát hiện. Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ không đảm bảo chất lượng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng vẫn được vận chuyển, buôn bán. Hàng hóa vi phạm bị phát hiện thường là thực phẩm chức năng, hàng dùng cho trẻ em, người già, thực phẩm đông lạnh, nội tạng động vật. Đặc biệt, những vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử có xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ. Mặc dù vậy, trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố chủ động thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, nắm chắc diễn biến tình hình, xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm để xác lập chuyên án đấu tranh, đánh trúng các đường dây, ổ nhóm tụ điểm phức tạp, xử lý các hành vi vi phạm, không làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng quy định pháp luật. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, trưởng Ban chỉ đạo 389 thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng trong Ban chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác chống hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không. Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, giao Sở Công Thương nghiên cứu đề xuất cơ chế giao nhiệm vụ gắn trách nhiệm cho các ban quản lý chợ trung tâm thương mại trong kiểm soát đầu vào hàng hóa đưa vào chợ, bảo đảm an toàn thực phẩm. Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc làm đầu mối cùng các ngành sớm đưa ra đề xuất cụ thể việc quy hoạch xây dựng khu kho hàng tang vật, hàng tạm giữ tập trung của thành phố. Sáng nay, phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến các tiêu cực, sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm sau khi khai mạc đã bước sang phần kiểm tra nhân thân, thẩm vấn lý lịch. Bên cạnh đó, tòa cũng thông báo một số quy định liên quan tới việc vắng mặt, thủ tục xin vắng mặt của một số bị cáo liên quan cùng một số quy định khác trong điều kiện xét xử ở hai địa điểm cùng lúc là trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và một điểm có đường truyền tại trại giam Chí Hòa do số lượng bị cáo đông. Bị cáo Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, là người đầu tiên thực hiện thủ tục khai báo về nhân thân, lý lịch bản thân. Bị cáo Hà bị cáo buộc trách nhiệm hình sự với hành vi nhận hối lộ 40,3 tỷ đồng. Trong đó cá nhân bị cáo này hưởng lợi 8,5 tỷ đồng. Một số nội dung khác mang tính thủ tục đối với các bị cáo cũng được tiến hành theo quy định trong phiên xét xử tại tòa vào sáng nay. Các sai phạm của Cục Đăng kiểm nhận định chung cho thấy đây là vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, hối lộ, nhận hối lộ với quy mô rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, kéo dài thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về đăng kiểm phương tiện xe cơ giới và phương tiện thủy nội địa. Thực hiện kế hoạch số 151 của thành phố, đến nay các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã rà soát, hướng dẫn khắc phục khoảng 940 trên tổng số hơn 3.100 công trình vi phạm, chiếm tỷ lệ 27,2%. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, tiến độ khắc phục kéo giảm các công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy còn chậm, chưa đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu kế hoạch. Mặc dù hoạt động nhiều năm nay, nhưng công trình Trường Mầm Non Hoa Hồng tại quận Hà Đông vẫn chưa thể nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo các quy định hiện hành. Dễ nhận thấy tại công trình 3 tầng, trên diện tích khoảng 500 m² này là chỉ có cầu thang bộ duy nhất, không có lối thoát nạn theo tiêu chuẩn, các hạng mục không đảm bảo khoảng cách ngăn cháy, thiếu hệ thống báo cháy và bể nước chữa cháy, trong khi hàng ngày có trên 200 học sinh ăn ở, học tập tại cơ sở này. Đối với Trường Mầm Non Hoa Hồng, chúng tôi thì rất là mong muốn các cấp có thẩm quyền sớm đầu tư về các hạng mục về cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy để nhà trường đảm bảo được cái an toàn của các con khi nhỡ xảy ra có cháy nổ. Thì đó là điều mong muốn nhất của chúng tôi. Trong quá trình thực hiện thì một số các chủ đầu tư cũng như chủ cơ sở còn chưa nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy thì vẫn còn những cái khó khăn liên quan đến việc mà bố trí công năng mặt bằng cũng như các cái giải pháp về ngăn cháy, thoát nạn phù hợp. Từ khi triển khai kế hoạch đến nay, các lực lượng chức năng đã kéo giảm 939 công trình vi phạm, chiếm tỷ lệ 27,2%, đã khắc phục được 3.564 lỗi tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy, chiếm tỷ lệ 38,8%. Đến thời điểm hiện tại, thành phố còn 2.164 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy hoạt động từ sau khi luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực. Các đơn vị đã mời các chủ đầu tư họp thống nhất biện pháp, giải pháp thực hiện, 100% chủ đầu tư cam kết lộ trình, thời gian khắc phục. Từ khi Nghị định 50/2024 có hiệu lực thì trên địa bàn thị trấn là còn 29 công trình. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ công an huyện Trương Mỹ kiểm tra và giám sát cái việc đình chỉ hoạt động của các cái cơ sở này. Bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện kế hoạch còn chưa thực sự đạt hiệu quả. Một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, dẫn tới tiến độ khắc phục, kéo giảm các công trình vi phạm rất thấp, chưa đáp ứng được mục tiêu. Những cái công trình nó cũng tồn tại mà yếu tố lịch sử cũng chủ yếu liên quan đến vấn đề giao thông, khoảng cách an toàn phòng cháy cháy, rồi điều kiện kinh tế khó khăn. Ra cái cơ sở cũng muốn chậm lại cái việc mà đầu tư, cái nguồn kinh phí đầu tư cho cái hệ thống phòng cháy cháy cũng như các đảm bảo các yêu cầu phòng cháy cháy cũng bị hạn chế. Thì do đó thì cái tiến độ thực hiện cũng chậm. Cùng với việc hướng dẫn đôn đốc giám sát các chủ cơ sở trách nhiệm quan tâm phải khắc phục các tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo thời gian lộ trình đã cam kết, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát các công trình trên địa bàn ngay từ khi bắt đầu triển khai thi công xây dựng, kiên quyết không để phát sinh mới công trình vi phạm chưa nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, kiên quyết cưỡng chế phá dỡ các công trình xây dựng trên đất lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đề nghị chuyển cơ quan điều tra giải quyết theo quy định. Từ đầu tháng 7, lực lượng an ninh trật tự cơ sở chính thức đi vào hoạt động. Tại Hà Nội, lực lượng này đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Bước đầu đã phát hiện và tham gia phối hợp cùng công an xử lý một số vụ phạm pháp hình sự được người dân đồng tình ủng hộ, ghi nhận tại quận Cầu Giấy. Đúng 8 giờ tối, sau cuộc họp nhanh để phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ công tác của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy lên đường thực hiện nhiệm vụ. Bà Chu Thị Hương là một trong số những phụ nữ hiếm hoi trên địa bàn phường tham gia vào lực lượng này. Dù là nữ, nhưng hễ cứ khi nào được phân công nhiệm vụ là bà sẵn sàng lên đường, gác lại chuyện gia đình để lo bình yên và an toàn cho khu dân cư mà bà đang sinh sống. Có vất vả, cũng có khó khăn, nhưng mà tôi yêu thích cái việc này bởi vì cái việc này là quyền lợi thiết thực của nhân dân trong tổ dân phố của tôi, để nhắc nhở mọi người để bảo vệ an ninh trật tự kết hợp với công an cùng nhau làm cho thật tốt. Tại phường Dịch Vọng, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có khoảng hơn 80 thành viên, chia đều tại các tổ dân phố, khu dân cư. Người ít thì khoảng 40 tuổi, người nhiều thì hơn 70 tuổi. Những chênh lệch về độ tuổi, tính cách được xóa bỏ bằng tinh thần chung là sự cống hiến vì cộng đồng, quyết tâm đẩy lùi tội phạm ra khỏi khu dân cư. Bây giờ là khuya rồi nhé, mà thời gian này ở đây là rất hay mất xe, trộm cắp, đến rất xe trộm ở ban đêm. Cho nên cho các cháu đều khuya này, cái nhất là các cháu phải dùng cái cáp khóa vào. Nhưng cái thứ hai là tiếng đi ngủ, cháu sẽ cho lên trên mưa, không để ngoài nữa. Rồi đây đó là có một số xe. Với cái tuổi thì rõ ràng nó cũng sẽ ít nhiều là nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề, tức là về cái công việc, mà với chúng tôi thì ngoài cái sự nhiệt tình, tự nguyện, nhưng mà vấn đề tức là trách nhiệm với lại nhân dân ở khu phố thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và vượt qua cả với chính mình để tức là làm tốt những cái nhiệm vụ về an ninh trật tự. Tại quận Cầu Giấy, lực lượng an ninh trật tự cơ sở phối hợp cùng công an các phường đã đạt được những chiến công đầu tiên. Trong đó có vụ bắt giữ Nguyễn Hữu Đồng, sinh năm 2005, trú tại huyện Sóc Sơn. Đồng là đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp. Trước khi bị bắt giữ, đối tượng đã gây ra 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn quận Cầu Giấy. Ở đây thì lên là nhắc nhở về cái trộm cắp, sau đấy là cái hiện tại như bây giờ đang là cái cháy nổ, nó đang đặt lên hàng đầu. Luôn luôn nhắc nhở và tuyên truyền người dân cái vấn đề đấy được cho người dân an toàn và nếp sống là ổn định. Thủ đoạn của các đối tượng tội phạm ngày càng tinh vi, khó lường. Do đó, vai trò của lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở ngày càng quan trọng, nhất là trong việc hỗ trợ công an phường duy trì trật tự, an ninh trên địa bàn. Sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần cảnh giác cao độ của họ sẽ là tiền đề để lực lượng công an ngăn chặn, phát hiện sớm các nguy cơ tội phạm tại khu vực quản lý. Một trong những điểm mới tại luật đường bộ vừa được Quốc hội thông qua là bổ sung quy định thu phí từ khai thác, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Theo đó, khi luật đường bộ có hiệu lực thi hành, các chủ đầu tư đường dây tải điện, viễn thông, ống cấp thoát nước sẽ phải trả tiền thuê khi muốn đi chung với hạ tầng đường bộ. Chuyên gia cho rằng hệ thống thông tin, cáp truyền hình, cấp nước phục vụ mục đích thương mại. Trong khi đó, nhà nước phải bỏ rất nhiều tiền để đầu tư hạ tầng đường bộ, nên doanh nghiệp không thể hưởng lợi miễn phí. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh của 6 doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng ước đạt gần 30.000 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng chỉ đạt 45% kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận trước thuế của 6 doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng quản lý không đạt kế hoạch 6 tháng đầu năm. Theo Bộ Xây dựng, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên còn khó khăn do thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng chưa khởi sắc. Trong khi đó, giá vật liệu, nhiên liệu biến động tăng, tỷ giá ngoại tệ tăng. Một số đơn vị phải hoạt động sản xuất cầm chừng, kinh doanh thua lỗ, chỉ tiêu không đạt kế hoạch được giao. Thưa quý vị, nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác. Khi cơ quan chức năng chưa có biện pháp giải quyết triệt để, nhiều người dân đã tự ý gắn số nhà theo cách mà họ thấy dễ nhớ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đang từ số chẵn nhảy sang số lẻ. những số nhà cách nhau đến hàng trăm số vẫn nằm cạnh nhau. Hiện tượng này không chỉ riêng ở phố Yên Lãng, Phạm Văn Đồng, hình ảnh mà phóng viên ghi nhận. Nó diễn ra ở rất nhiều các tuyến phố khác trên địa bàn thủ đô. Với những tài xế công nghệ, việc số nhà không theo một logic nào khiến cho nhiều quốc xe gần như không có lãi. Số mà đánh lung tung thì mình trong bản đồ nó làm cũng đúng, đâm ra mình đi lòng vòng. Trên phố Phạm Hữu Tước, khi đường mở rộng, nhiều ngôi nhà có hai mặt tiền. Khi chính quyền địa phương chưa đồng nhất gắn biển số nhà, nhiều người dân đã mang số nhà mình ở mặt sau về gắn mặt trước. Hỏi thăm địa chỉ là khó lắm, mọi người ta có hỏi đây, tôi sống đây mấy chục năm rồi nhưng mà người ta hỏi còn chả biết là số ở đâu. Tại vì là thực ra cái phố này chỉ đặt tên nhưng mà nó chưa đánh số theo thứ tự. Vì là số ý là tự nhiên người ta đưa từ ngày xưa là đưa từ đằng sau ra, số theo cái nhà đằng sau. Còn tấm biển số nhà 05A này trên phố Phan Kế Bính lại khiến người ta tưởng nhầm là tên thương hiệu của quán ăn. 5A là Phan Kế Bính là em tự đặt cho em để cho mọi người dễ nhớ, vì em đây đang bán hàng. Còn khu này là khu tập thể, thế là bây giờ mà chỉ có mỗi khu này là khu tập thể thôi. Thế là mà nếu mà mình đặt 120, số nhà là 122 thì mọi người sẽ di chuyển xuống tận dưới cuối cùng. Bởi vì đây là khu tập thể, mỗi khu này là tập thể. Đó. Tại sao chị lại là lấy con số 5A ạ? Tại vì em lấy cái cột mốc của số 1 ở trường Nguyễn Văn Ngọc thì em sẽ dịch riêng đây là số 5. Đó, muốn vậy thôi. Hiện nay hộ khẩu giấy đã được thay bằng hộ khẩu điện tử, do đó việc xác minh điều chỉnh lại số nhà cũng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng không hiểu sao, nó vẫn diễn ra chậm trong khu vực nội thành. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình phối hợp cùng với phường Phúc Xá tổ chức lễ gia quân cải thiện bảo vệ tạo môi trường, trồng cây xanh khu vực sông Hồng. Tại khu vực ven sông Hồng thuộc phường Phúc Xá, do tình hình đặc thù nên vẫn có nhiều thách thức về nguy cơ ô nhiễm môi trường, cần có sự đồng lòng và hợp tác chặt chẽ từ cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương. Trong đó thì sự kết nối và tinh thần quyết tâm được thể hiện từ công tác vận động và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận cùng các tổ chức thành viên trong quận và phường Phúc Xá. Các hoạt động trọng tâm của lễ gia quân bao gồm thu gom rác thải và vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường, qua đó góp phần cải tạo môi trường, tăng cường nhận thức cho nhân dân sống tại địa bàn dân cư và khuyến khích người dân tích cực bảo vệ môi trường. Lễ gia quân hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Tín đã hỗ trợ 2.000 cây xanh. Bản tin sẽ tiếp tục với những tin tức quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang mất dần sự ủng hộ ở hơn 10 bang quan trọng, nơi mà ông đã xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình trong cuộc bầu cử năm 2020. Tại những bang này, thì sự ủng hộ đang dần chuyển sang người tiền nhiệm và là đối thủ cạnh tranh của ông, Donald Trump. Cuộc khảo sát do công ty thăm dò dư luận Blue Lab thực hiện cho thấy, ông Trump đang dẫn trước Tổng thống Biden ở bang Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, nơi mà Tổng thống đương nhiệm đã xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình trong cuộc bầu cử năm 2020. Bên cạnh đó, cử tri ở Nevada, Colorado, Minnesota, Maine, New Mexico, Virginia, New Hampshire và một phần Nebraska cũng đang giảm ủng hộ ông Biden. Cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng hầu hết các đảng viên dân chủ được đề xuất khác đều dẫn trước Tổng thống Biden ở các bang chiến địa. Vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Biden, 81 tuổi, tỏ ra bối rối và không mạch lạc trong suốt cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên với ông Trump, 78 tuổi. Màn thể hiện này đã khiến một số chính trị gia và nhà tài trợ của Đảng Dân Chủ kêu gọi thay thế ứng cử viên. Về mặt lý thuyết, Đảng Dân Chủ sẽ có cơ hội như vậy tại đại hội của đảng này vào tháng 8 tới. Nhưng trên thực tế, sẽ rất khó để loại ứng cử viên chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ khỏi cuộc đua nếu ông Biden không đồng ý rút lui. Cho đến nay, Tổng thống Biden vẫn khẳng định rằng ông có ý định tiếp tục cuộc đua. Vào ngày 17 tháng 7, trong phiên họp nghị viện khóa mới tại thành phố Strasbourg ở Pháp, Nghị viện châu Âu EP đã thông qua nghị quyết đầu tiên với số phiếu áp đảo, trong đó tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Ukraine. Với 495 phiếu thuận, 37 phiếu chống và 47 phiếu trắng, các nghị sĩ khóa mới của Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết đầu tiên tái khẳng định cam kết của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine về mặt chính trị, kinh tế và quân sự. Cho đến nay, Liên minh châu Âu EU và các nước thành viên đã viện trợ cho Ukraine tổng số tiền lên tới 95 tỷ euro, khoảng gần 104 tỷ đô la Mỹ, 1/3 trong số đó là dưới hình thức viện trợ quân sự. Nghị quyết cũng lên án chuyến thăm Nga gần đây của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu, là vi phạm các hiệp ước và chính sách đối ngoại chung của EU. Mặc dù được thông qua với số phiếu áp đảo, nhưng một số nghị sĩ của Nghị viện châu Âu vẫn phản đối nghị quyết và cho rằng việc đối thoại là cần thiết. Theo đó, IMF ghi nhận Trung Quốc đã chứng kiến sự phục hồi trong tiêu dùng cá nhân và xuất khẩu mạnh mẽ trong quý đầu tiên năm 2024. Báo cáo cho biết tiêu dùng nội địa đang phục hồi của Trung Quốc đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong quý đầu tiên của năm. Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ, đã tạo động lực cho tăng trưởng thương mại. Nhà kinh tế Pierre-Olivier Gorinchas của IMF cho rằng các nền kinh tế mới nổi ở châu Á, trong đó Trung Quốc, vẫn là động lực chính của nền kinh tế toàn cầu. Trước đó, thì trong báo cáo cập nhật công bố hồi tháng 4 năm 2024, IMF dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 sẽ ở mức 3,2% và mức tăng trưởng của Trung Quốc sẽ là 4,6%. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin đã có 16 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trung tâm thương mại cao 14 tầng ở thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này. Các lực lượng cứu hỏa và lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt sau khi nhận được cuộc gọi vào lúc 6 giờ chiều qua, theo giờ địa phương, và giải cứu thành công 75 người. Hiện các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành, chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy cũng như có bao nhiêu người đang ở trong tòa nhà khi đám cháy bùng phát. Trung tâm thương mại này gồm có các cửa hàng bách hóa, văn phòng, nhà hàng và rạp chiếu phim. Các đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy những đám khói đen dày đặc bốc ra từ cửa sổ các tầng thấp hơn và nhấn chìm toàn bộ tòa nhà 14 tầng. Truyền thông địa phương cho biết lực lượng cứu hỏa đã sử dụng cả máy bay không người lái tham gia chữa cháy. Theo giới chức Trung Quốc, chỉ trong vài tháng đầu năm nay, tại nước này đã có 947 trường hợp tử vong do hỏa hoạn, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thì số vụ cháy ở các địa điểm công cộng như khách sạn và nhà hàng đã tăng 40%. Nguyên nhân phổ biến nhất là do đường dây điện hoặc gas gặp sự cố và sự bất cẩn.